À, xin chào anh em nha, chúc anh em một ngày mới tốt lành nha. À, hôm nay mình lại nhận tiếp một con Samsung A10 nha anh em, màu đen. A10 thì con này nó lên màn hình này, nhưng mà khách đây cái màn hình tối quá. Đó, anh em thấy lên bình thường không? Không hề bế hết nha, mà màn hình quá tối, chả thấy mày. Màn hình lên nhưng mà không vuốt được gì hết anh em. Có nghĩa là xài bình thường nha, cái này do đút túi á, lại bị cắn nữa. Mà nó chết cái mặt cảm ứng ha, chết con cảm ứng, kiểu như chết cái cổ cảm ứng ở đây màn hình, thì giờ nó không có cảm ứng được nữa, không ép được luôn, buộc phải thay màn mới nha anh em. Tiếng Anh mình thay con A10 này nha, hiển thị bình thường nhưng mà mất cảm ứng. Đây nha anh em, vẫn sáng bình thường nha, đây này. Đó, nhưng mà vuốt không được do cái bàn này xài chế độ màn hình tối quá, nên buộc mình tháo máy ra rồi. Vệ sinh sạch keo nha anh em. A10 đó thì nó không, cái cam nó liền với cái màn á, nên nó không ép được, buộc phải thay màn mới thôi, không cách nào khác. Liệt cam là buộc phải tốn tiền nhiều hơn rồi. Anh em nào có máy mà hư màn cứ báo gọi điện cho mình nha, mình sẽ báo giá ha. Ok. À, tiến hành bắt ốc là nha anh em. Đó, cảm ơn ngon lành liền nha anh em. Đó, thay bằng mới cảm ơn ngon lành ngay, mượt ngay. Rồi ok, anh em nào có màn nhớ gọi mình nha, màn hư ha. Rồi thằng ấy chào cả nhà nha, nhớ bấm đăng ký kênh nha anh em.